Xin chào các bạn, Ngọc Anh rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình Girly Radio Livestream kỳ này. Và như thường lệ thì người bạn đồng hành của Ngọc Anh chính là Đức Hiếu. Xin chào tất cả các bạn, mình là Đức Hiếu và cũng rất vui khi gặp lại tất cả các bạn trong chương trình kỳ này. Tuần vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau chia sẻ về những câu chuyện cũng như là những cảm xúc xung quanh chủ đề Hãy quay về khi còn yêu nhau. Đức Hiếu thấy rằng theo dõi chương trình thì thấy rằng là chúng ta có rất nhiều những câu chuyện đã được chia sẻ và dường như những câu chuyện ấy thì có một cái kết rất là đẹp. Nhưng mà đến với chương trình của kỳ này thì có lẽ nó sẽ hơi buồn hơn một chút xíu, bởi vì kỳ này chúng ta sẽ cùng nhau nói về một thời điểm, một giai đoạn mà chắc chắn rằng ai trong chúng ta cũng sẽ không bao giờ mong muốn. Đó là giai đoạn mà chúng ta còn rất thương, còn rất yêu nhưng mà bắt buộc sẽ phải nói lời chia tay. Thật sự thì nghe thôi thì có lẽ đã thấy rất là buồn rồi đúng không Ngọc Anh? Quả thật là như vậy, bởi vì như Đức Hiếu chia sẻ thì khi mà chúng ta còn yêu và còn thương thì rõ ràng là nếu như phải chia tay thì đó là một điều rất là buồn. Và hy vọng rằng ngày hôm nay với chủ đề này cũng sẽ nhận được thật nhiều sự đồng cảm từ tất cả các bạn, cũng như là có những chia sẻ hoặc là những câu chuyện cùng với chương trình ngày hôm nay. Các bạn thân mến, ta thường có muôn vàn những lý do cho sự cố chấp của mình, cố chấp để yêu hay cố chấp để níu kéo, để rồi khi bắt buộc sẽ phải buông tay thì ta lại chẳng tìm được bất cứ một lý do nào để ngừng yêu một ai đó. Thế mới nói rằng buông bỏ một người rất thương không phải là một điều dễ dàng. Dù là một người nói hay là người nghe cái câu dừng lại thì cũng sẽ để ở trong tim một nỗi đau rất là khó gọi thành lời. Nỗi đau đó không phải ngày một, ngày hai mà ta có thể dễ dàng vượt qua được. Ta đau bởi vì những cố gắng của ta trong một thời gian bây giờ quay về với con số 0 tròn chỉnh. Những yêu thương với người trở thành những điều đã cũ kỹ. Ta đau bởi vì ngoài việc đồng ý chia tay, ta chẳng thể làm bất cứ điều gì khác. Người đã muốn ra đi thì cố chấp níu kéo cũng không thể giữ lại hay là có được một kết quả tốt đẹp. Đến cuối cùng chỉ một mình ta đau, nhưng ta của những tháng ngày sau sẽ phải làm gì? Phải học cách chấp nhận ta và người có duyên nhưng không phận. Phải cố tìm cho mình một người mới để thay thế, hay ta sẽ phải làm một điều gì khác hơn? Thưa các bạn, nếu như các bạn cũng đã từng trong trường hợp phải buông bỏ một người mà chúng ta vẫn còn yêu, vẫn còn thương, hay là các bạn muốn chia sẻ những cảm xúc của mình thì hãy cùng tham gia vào chương trình Girly Radio Livestream kỳ này cùng với lại chủ đề Buông bỏ một người từng rất thương, cảm xúc sẽ như thế nào? Và các bạn thân mến, các bạn đừng quên hãy bấm theo dõi chương trình cũng như là để lại những comment ở dưới post của chương trình để Ngọc Anh và Đức Hiếu sẽ thay các bạn chia sẻ những tâm tư tình cảm của mình nhé. Và có lẽ là sau đây Ngọc Anh sẽ gửi tặng các bạn một ca khúc để mở đầu cho chương trình của chúng ta nhé. Bài hát được mang tên Sao Ta Lặng Im, mời các bạn cùng đón nghe. Vẫn giấu trong tim từng ngày trôi.
Mới được quay trở lại với chương trình thì ngày hôm nay nghe được giọng hát của Ngọc Anh vẫn cảm thấy rất là thích và vẫn có những cảm xúc rất là xúc động khi mà nghe được giọng hát này. Một lần nữa xin được cảm ơn ca khúc mà Ngọc Anh gửi tặng cho tất cả các bạn trong chương trình kỳ này. Vâng, xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Các bạn thân mến, sau đây Ngọc Anh sẽ chia sẻ với các bạn câu chuyện đầu tiên được gửi đến cho chương trình Girlie. Câu chuyện được gửi từ bạn có tên là Thanh Hoài. Tôi và anh quen nhau từ lúc còn là sinh viên đại học. Hồi đó tình yêu còn ngây thơ và trong sáng lắm, chẳng suy nghĩ gì đến những chuyện kiểu như tương lai hai đứa có lấy nhau hay không, hay nếu lấy nhau thì sẽ sống ở đâu. Rồi những ngày tháng sinh viên đó cũng kết thúc với niềm hạnh phúc của hai đứa. Ra trường, tôi cũng bắt đầu nghĩ đến tương lai dài lâu. Tôi nói với anh, cả hai chúng ta hãy cùng cố gắng, cùng nhau vì một điều gì đó tốt hơn ở phía trước. Anh cũng đã hứa với tôi, nhưng mà người hứa cứ vô tư hứa, còn người nghe thì cứ cố chấp tin rằng một ngày nào đó những lời hứa đó sẽ được thực hiện. Bây giờ đã ra trường được hơn 2 năm rồi, trong khi tôi cố gắng từng ngày trong công việc thì anh vẫn cứ bình thường như vậy. 2 năm vẫn là một gã nhân viên văn phòng chỉ có lương cơ bản, không phụ cấp, không doanh thu. À, khoảng 6 tháng được tăng lương một lần với vài trăm ngàn. Không phải tôi không tôn trọng anh mà nói như vậy,
Nhưng thử nghĩ xem, nếu cứ yêu anh, một người không có chí cầu tiến, không có bất cứ động lực nào với tương lai phía trước, thì liệu có kéo dài được không? Đã rất nhiều lần tôi góp ý với anh, thậm chí dọa chia tay để anh thay đổi, nhưng cũng chỉ được mấy ngày rồi câu chuyện lại đâu vào đấy. Chia tay anh tôi không nỡ, mà cũng bởi vì mỗi lần tôi nói chia tay thì anh lại níu kéo, anh hứa sẽ thay đổi. Nhưng mà bây giờ tôi đã chai sạn với điều đó rồi. Đỉnh điểm của tất cả mọi chuyện là cách đây một tháng, khi tôi dẫn anh về ra mắt với gia đình. Vậy mà khi bố mẹ tôi hỏi về tương lai của hai đứa, anh nói rằng con người anh không thích bon chen, nên cứ sống bình thường như vậy là được rồi. Hai đứa đủ ăn, đủ sống. Tôi rất giận anh. Đương nhiên là bố mẹ tôi cũng vậy. Làm sao họ có thể giao con gái mình cho một người không có tương lai như vậy chứ? Tôi và anh đã cãi nhau lớn sau buổi gặp hôm đó. Có thể tôi vật chất, nhưng như vậy chẳng lẽ là sai? Tôi muốn tốt cho tương lai của chúng tôi, cũng như con của chúng tôi, chẳng lẽ như vậy là sai sao? Yêu anh thì tôi vẫn yêu anh như những ngày đầu. Nhưng nếu anh cứ như vậy hoài, thì tương lai của chúng tôi sẽ như thế nào đây? Đâu chỉ dựa vào một mình tôi mà sống. Thế nên tôi quyết định buông tay anh khi cả hai vẫn còn yêu, nhưng tôi không thể tiếp tục được nữa. Tôi biết nếu người ngoài nhìn vào có thể nói tôi vô cảm, nhưng chỉ có một mình tôi mới biết được cảm giác của tôi lúc này như thế nào. Tôi cũng đau, cũng buồn lắm chứ. Một tình yêu 5 năm, nói bỏ là bỏ được sao? Đã có lúc tôi muốn bỏ qua tất cả để quay về với anh, nhưng tôi không thể. Và liệu rằng quyết định của tôi là sai? Bởi vì giờ đây hình ảnh anh vẫn luôn trong tôi không thể quên được anh. Chúng ta vừa nghe thấy một câu chuyện như những gì mà Đức Hiếu có chia sẻ ở đầu chương trình, thì chắc chắn ngày hôm nay sẽ có rất nhiều những câu chuyện có kết thúc buồn. Nhưng mà có lẽ rằng Đức Hiếu cảm nhận rằng cô gái này là một trong những cô gái có thể nói rằng là của xã hội hiện đại ngày nay. Bởi vì bên cạnh tình yêu thì cô ấy cũng rất là lý trí khi mà biết nghĩ cho tương lai. Và chắc chắn rằng Đức Hiếu cũng là một người con trai, cũng là một người đàn ông. Nhưng mà Đức Hiếu không cổ xí cho anh chàng này. Đức Hiếu thấy rằng bất cứ một người thanh niên, một người đàn ông nào thì cũng sẽ phải có được một cái mục tiêu xa vời hơn. Có thể rằng trong tương lai chúng ta không làm được, nhưng bắt buộc chúng ta sẽ phải đặt cho mình một cái mục tiêu. Còn với anh chàng mà như trong câu chuyện vừa rồi thì quả thực là mất người yêu, mất cô gái như thế này thì cũng là một điều mà có thể hiểu được, đúng không? Tất nhiên rằng Ngọc Anh cũng từng trải qua những cái mà suy nghĩ cảm giác giống như cô gái ở trong câu chuyện. Và cũng như Đức Hiếu nói, thật sự khi có người hỏi mẫu người đàn ông lý tưởng của Ngọc Anh, lúc nào Ngọc Anh cũng trả lời là phải có chí cầu tiến. Có thể ngay thời điểm bây giờ anh chưa tốt, nhưng khi anh muốn cố gắng để tốt cho tương lai của mình, cho tương lai của người vợ mình và cũng như là của gia đình mình sau này, thì mỗi người đều phải có những mục tiêu và cố gắng vì mục tiêu đó. Nhưng anh nghĩ rằng nói qua thì cũng phải nói lại. Bởi vì mới ra trường được 2 năm thì anh chàng này có lẽ là cũng còn ít tuổi, đúng không Đức Hiếu? Và đôi khi trong cuộc sống chúng ta thì khi chúng ta mới bước ra ngoài cuộc sống, có thể là chưa va vấp, cũng như là chưa học hỏi được nhiều điều, thì cái suy nghĩ Ngọc Anh nghĩ là cần phải có thêm thời gian. Bởi vì Ngọc Anh cũng từng trải qua những cảm xúc như cô gái, nhưng Ngọc Anh nghĩ rằng là ai cũng phải có những thời điểm. Không phải là chúng ta vừa ra trường là chúng ta cứ cố gắng và tiến lên. Và chúng ta phải có những thời gian để ổn định. Và như anh chàng này thì trong 2 năm đầu cũng có thể đó là thời gian để anh chàng ổn định cái công việc sau khi mà mình vừa bước ra khỏi cánh cổng trường đại học. Nếu như cô gái có thể ở bên cạnh thông cảm và chia sẻ với anh nhiều hơn, bởi vì 5 năm yêu nhau không phải quãng thời gian ngắn đâu.
Nhưng mà có một điều như thế này nè, khi mà một người con trai và một người con gái yêu nhau nhưng mà hai người cùng tuổi nhau thì chắc chắn là người con gái lúc nào họ cũng sẽ có một cái suy nghĩ chín chắn hơn. Con trai tuổi Hiếu thì lúc nào nó cũng hơi vô tư, cho nên là đôi khi chàng trai đấy không để ý. Nhưng mà thật sự cái điều mà chúng ta đáng buồn trong câu chuyện này là hai người vẫn còn rất là thương nhau, rất là yêu nhau, nhưng mà bắt buộc vì lý trí, vì những suy nghĩ cho tương lai thì cô gái đành phải buông bỏ tình yêu của mình, đành phải nói lời chia tay. Thì quả thật rằng Đức Hiếu nghĩ là cái cảm giác mà cô gái nói và quyết định nói cái lời chia tay đó cũng không phải là một điều dễ dàng, đúng không? Vẫn phải đắn đo dữ lắm mới có thể nói ra được những lời như vậy. Bởi vì con gái thì khi mà nó rất là nặng lòng, không phải như con trai thì dễ cảm nắng hay dễ yêu thương một ai đó. Có thể ngày hôm nay chia tay bạn gái nhưng mà ngày mai biết đâu gặp một cô gái xinh hơn, một gái dễ thương hơn thì có thể quên ngay. Nhưng mà với một cô gái như chúng ta thấy cũng đã có rất là nhiều lần cô gái này cũng chăn trở không biết là có nên quay lại hay không. Nhưng mà biết đâu được sau cái lần chia tay đó thì chàng trai này lại ngộ ra được một điều và bắt đầu từ đó thay đổi chính bản thân mình. Và nếu như có điều đó xảy ra thì Đức Hiếu hy vọng rằng cô gái và chàng trai này sẽ quay trở lại khi còn yêu nhau, giống như là tuần vừa rồi chủ đề của mình đó, hãy quay về khi mà còn yêu nhau đó. Đúng như vậy, bởi vì hiện tại thì cô gái vẫn rất là nhớ, rất là nhớ đến người yêu của mình. Và cô vẫn tự hỏi là liệu rằng quyết định của tôi là sai. Ngọc Anh nghĩ rằng chúng ta trong cuộc sống nên cho nhau nhiều cơ hội hơn nữa nếu vẫn còn yêu. Và có thể người bạn gái này chính là động lực ở bên cạnh và chia sẻ với nhau nhiều hơn. Ngoài công việc là một nhân viên văn phòng thì cũng có thể cùng nhau để đưa ra những kế hoạch cho tương lai. Và nếu như thật sự chàng trai này cũng yêu cô gái này nhiều như vậy thì chắc chắn để mà làm một việc gì đó tốt cho tương lai của mình, không nhẽ anh chàng này không làm, đúng không? Việc này đâu phải là một cái việc gì mà sai đâu. Đúng rồi. Bởi vậy nên là Ngọc Anh nghĩ rằng hai bạn nên cho nhau một cơ hội chia sẻ với nhau nhiều hơn, lắng nghe nhau nhiều hơn để cả hai có thể tiếp tục ở bên cạnh nhau và lại có một tương lai thật tốt. Nhưng mà nếu như đặt trường hợp là Ngọc Anh là cô gái trong cái câu chuyện này thì chắc chắn là Ngọc Anh sẽ không nói lời chia tay nếu như giống như những gì Ngọc Anh nói nãy giờ, đúng không? Thật sự thì lúc trước Ngọc Anh, khi mà Ngọc Anh có người yêu thì người yêu của Ngọc Anh cũng còn ít tuổi, cũng chỉ hơn Ngọc Anh một tuổi thôi. Nhưng mà thật sự là trong cuộc sống thì đúng như Đức Hiếu nói, nếu như hai người mà bằng tuổi nhau hoặc là chênh lệch rất ít thì người phụ nữ thường sẽ chín chắn và cũng như là có những suy nghĩ nhìn xa hơn là người đàn ông. Vậy nên cũng có rất nhiều lúc Ngọc Anh cũng chán nản và muốn buông tay, nhưng mà nghĩ lại rằng là trong cuộc sống thì ai cũng phải chờ có cơ hội của mình. Có thể bây giờ chưa phải là thời điểm của người bạn mình và cơ hội chưa tới, và anh ấy cần phải có thời gian để cố gắng nhiều hơn. Một năm, hai năm sau khi mà chúng ta ra trường nó chưa nói lên điều gì cả. Thời gian đó chúng ta dành để ổn định cuộc sống. Sau khi mà mình bước vào đời. Vậy nên là Ngọc Anh đã cố để động viên chính mình và động viên anh hãy cố gắng lên và em sẽ ở bên cạnh để cổ vũ cho anh. Đôi khi những câu nói như vậy thì nó sẽ giúp cho chàng trai có động lực hơn rất là nhiều. Nhưng mà có một cái trường hợp, đây là một người bạn thân của Hiếu. Thật sự thì chia sẻ câu chuyện này với các bạn, bởi vì khi mà đọc cái lá thư này thì Đức Hiếu cảm thấy rất là giống với lại trường hợp của người bạn mình. Nhưng mà bạn thân của Hiếu thì không lại đủ can đảm để có thể nói cái lời chia tay giống như là cô gái trong cái câu chuyện này. Bởi vì hai người cũng đã gắn bó với nhau từ rất là lâu rồi, từ thời còn đi học đại học, từ những năm đầu cho đến tận bây giờ. Thực sự ra thì chàng trai này rất là tốt, rất là hiền lành, chăm lo cho người bạn của Hiếu từng ly từng chút một, tất cả mọi thứ. Nhưng mà chỉ có một điều thôi, đó là cũng không có một cái tính cầu tiến, cũng chưa có một cái công việc ổn định và cũng không có ý định là sẽ tìm kiếm cho mình những cái công việc như vậy. Bởi vì thông qua những cái lần mà chàng trai này đi xin việc nè, rồi thông qua những lần phỏng vấn hay là những cái công việc đến với chàng trai này, rồi làm được vài ngày thì lại nản rồi bỏ, thì Đức Hiếu thấy được cái tính của anh chàng này như vậy. Nhưng mà
Người bạn của Hiếu thì cũng rất là thương, thương cho cái tính hiền lành, thương cho cái sự ân cần chu đáo, cho nên là vẫn không thể nào bỏ được. Nhưng lại khó một cái là không thể nào tiến đến hôn nhân được. Bởi vì ba mẹ của bạn của Hiếu thì cũng không đủ can đảm để giao con gái mình cho một chàng trai như vậy. Và đặc biệt là ba mẹ của người bạn Hiếu là người Bắc nữa, sẽ rất là khó khăn, rất là khó trong cái việc là chọn một cái người chồng cho con gái của mình. Nên là bây giờ, hiện tại bây giờ thì người bạn của Hiếu đang rất là khó khăn, đang rất là đắn đo để suy nghĩ, không biết rằng sẽ phải buông bỏ hay là tiếp tục cái chuyện, câu chuyện tình yêu của mình. Nhưng mà không có một cái, không biết đến bao giờ nó sẽ có một cái hồi kết đẹp. Nhưng mà Đức Hiếu trong chuyện tình cảm của hai người, nếu như chúng ta nói nãy giờ thì đâu phải chỉ có mình người con gái mới quyết định được điều đấy, đúng rồi, đúng rồi. Nếu như người con trai thật sự yêu thì cũng phải giữ, đâu phải chỉ một mình người con gái là đắn đo có nên ở lại hay ra đi. Và chính người đàn ông đó nếu như yêu thì phải tìm cách giữ, phải cố gắng hơn nữa, phải không chỉ là những lời hứa suông nữa, đúng mà rồi. Sẽ phải thực hiện những lời hứa ấy và từng ngày cố gắng nhiều hơn. Chúng ta có thể thấy được một cái khía cạnh khác khi mà chúng ta vẫn còn yêu thương nhau nhưng mà bắt buộc chúng ta phải nói lời chia tay. Và chắc chắn rằng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ còn bắt gặp nhiều hơn nữa những cái câu chuyện sẽ có những cái kết rất là buồn như thế này. Bây giờ thì Đức Hiếu sẽ chia sẻ với tất cả các bạn một câu chuyện tiếp theo. Nhưng mà trước khi chúng ta đến với câu chuyện này thì các bạn ơi, các bạn đừng quên chia sẻ những câu chuyện của mình cùng với những cảm xúc của các bạn vào comment, vào post của chương trình ngày hôm nay. Đức Hiếu cùng với lại Ngọc Anh sẽ thay tất cả các bạn, có thể là gửi những lời nhắn gửi của các bạn đến với một ai đó mà các bạn mong muốn, hoặc là cùng chia sẻ, cùng cảm nhận với tất cả các bạn thông qua chủ đề của chương trình ngày hôm nay nha. Còn bây giờ thì câu chuyện thứ hai được gửi từ một bạn với địa chỉ email là tnnd346a@gmail.com. Người ta nói có những nỗi buồn mà chỉ cần nhắc đến thôi là nước mắt tự dưng rơi. Với em, anh chính là nỗi buồn đó. Ngày em nhận lời làm người yêu anh, rất nhiều người đã ngăn cản bởi vì anh là người rất đào hoa và chưa từng chung thủy với một ai. Nhưng em không tin, đúng là tình yêu có thể biến một đứa lý trí như em trở nên mù quáng. Anh quan tâm, chăm sóc em từng ly từng tí một. Còn nói về tương lai, về ngôi nhà và những đứa con, càng làm cho em niềm tin được tăng lên. Em sẽ chứng minh cho mọi người thấy, mọi người đã sai. Tình yêu có thể làm thay đổi một con người, và em tin sự chân thành của em sẽ làm anh thay đổi. Khi niềm tin và tình yêu của em hoàn toàn đặt nơi anh, thì em phát hiện ra anh có một người con gái khác. Có lẽ đây là điều mà chỉ một mình em không nhận ra. Anh đã làm em cảm thấy tình yêu anh dành cho em là thật. Và khi em không còn nghi ngờ gì nơi anh nữa, anh lại lừa dối em. Lúc em biết anh có người khác, em đã từng nghĩ rằng mình sẽ đến và dạy cho người con gái đó một bài học. Nhưng em lấy quyền gì bây giờ, khi mà chính anh là người chủ động bày tỏ tình cảm trước, và người đó cũng không hề biết sự tồn tại của em. Nỗi đau này chỉ một mình em chịu, bởi vì em đã không nghe lời khuyên của bất cứ ai. Em có thể than vãn cùng ai đây? Em có thể tìm sự đồng cảm từ nơi nào? Em cũng hiểu được rằng bản chất của một con người không bao giờ thay đổi. Đôi khi cái nhìn của người ngoài cuộc sẽ đúng đắn và công tâm hơn so với người trong chính câu chuyện của mình. Khi em nói em đã biết tất cả mọi chuyện rồi, anh nói hãy tha thứ cho anh, hãy cho anh một cơ hội nữa. Nhưng anh à, em cũng muốn tha thứ cho anh lắm. Nhưng nếu làm như vậy là em đã không tôn trọng bản thân mình. Ai mà biết được rồi sau này anh có quen thêm một hay vài cô nữa hay không. Đối với những người không chung thủy, nếu có một lần thì chắc chắn sẽ có những lần sau đó. Và em biết tình yêu nơi em không đủ lớn để có thể làm anh thay đổi được điều đó. Yêu anh, thương anh, nhưng em không thể tiếp tục được nữa. Em quyết định chia tay anh. Quãng thời gian sau đó là một chuỗi ngày anh níu kéo. Bản thân em cũng đã đôi lần yếu đuối, muốn nắm trở lại đôi bàn tay ấy.
nhưng em không muốn đau khổ thêm bất cứ một lần nào nữa. Người ta nói chia tay sớm bớt đau khổ. Em biết đây là một đoạn đường rất khó đi của em, nhưng em tin mình sẽ vượt qua thôi. Bây giờ mỗi khi nhắc đến anh, em vẫn cảm thấy tim mình nhói đau, bởi em đã từng yêu hết mình nhưng lại đặt niềm tin sai chỗ. Để rồi khi mọi chuyện vỡ lở, chỉ có mình em đau. Vậy mới thấm thía được cái cảm giác buông bỏ một người mà mình từng yêu thật không dễ chịu một chút nào. Ngọc Anh có cảm xúc như thế nào khi mà nghe câu chuyện của đi thấy Ngọc Anh rất là xúc động khi mà nghe câu chuyện của người bạn gái vừa gửi về cho chương trình. Không biết Ngọc Anh có nhìn thấy đâu đó hình ảnh của mình hay không? Trong câu chuyện này thì Ngọc Anh không nhìn thấy hình ảnh của mình. Tại vì Ngọc Anh cũng chưa từng yêu một chàng trai nào mà đào hoa cả. Bởi vậy nên là không biết là cảm xúc của cô gái này sẽ như thế nào. Nhưng Ngọc Anh biết chắc chắn một điều rằng là khi mà người phụ nữ phát hiện người đàn ông của mình lừa dối thì họ đang đứng ở trên một cái bờ vực những cái cảm xúc rất là khó chịu, khó để đưa ra quyết định. Bởi vì họ sẽ nghĩ rằng mình có nên tha thứ một lần hay không. Anh ấy níu kéo nhiệt tình như thế, anh ấy đã ở bên cạnh mình suốt thời gian qua và yêu thương mình như thế. Có thể là đây chỉ là một sự cảm nắng hay là một phút sai lầm thôi. Biết đâu được mình sẽ, nếu như mình chia tay, mình sẽ đánh mất hạnh phúc cả đời mình. Nhưng ngược lại thì cũng như cô gái ở trong lá thư này sẽ nghĩ rằng nếu như có một lần thì sẽ có thể có những lần khác. Và như trong lá thư này cô gái chia sẻ thì anh chàng lại là một chàng trai nổi tiếng đào hoa, mọi người đều biết điều đó. Nên Ngọc Anh nghĩ rằng quyết định chia tay của cô gái theo như Ngọc Anh nghĩ thì có lẽ là đúng đắn. Đúng đắn đúng không? Thật sự ra thì Đức Hiếu thì cũng không phải là gặp cái trường hợp yêu phải một người mà dễ cảm nắng hay là dễ có tình cảm với một người khác giống như là cô gái ở trong câu chuyện này. Nhưng mà chính bản thân Đức là một người rất là dễ cảm nắng dễ bị cảm nắng trước một người đối phương. Thực sự thì tình cảm nó sẽ không lớn, nhưng mà nó có một chút gì đó dễ cảm nắng. Và đôi khi nếu như mà người đó cứ tiến tới thì Đức Hiếu cũng khó tách ra được. Sẽ có những lần người đàn ông không chung thủy. Không, thực sự thì đôi khi thì người ta cứ nhắn tin cho mình thì mình cứ trả lời, mình bị cuốn vào cái cuồng như vậy. Thì có một lần Đức Hiếu gặp một trường hợp là người yêu của mình phát hiện được điều đó. Nhưng mà thực sự là mình không yêu cái người mà mình đang nhắn tin, nhưng mà chỉ là mình có một chút cảm nắng như vậy thôi. Nhưng mà lúc đó thì người yêu của mình quyết định chia tay. Nhưng mà đau khổ, và mình thì không có trách, nhưng mà mình đau khổ là khi mà nói chia tay mình thì là song song đó cũng đã có một người mới rồi. Mình cũng đã dành rất là nhiều thời gian và làm đủ mọi cách để mà níu kéo. Nhưng mà khi mà càng níu kéo, càng dành thời gian thì lúc đó mình lại càng cảm thấy đau khổ, là càng cảm thấy mình bị chạm đến cái lòng tự ái. Hay là khi đến một cái giới hạn thì mình chấp nhận buông bỏ, nhưng mà thực sự lúc đó trong lòng mình cảm thấy rất là còn yêu họ rất là nhiều. Nhưng mà mình không còn cách nào nữa, bởi vì mình đã từng sai lầm, mình đã từng lầm lỡ, và mình sẽ phải trả giá cho cái sự sai lầm đó bằng cái cách là mình phải mất người yêu. Đó cũng là một cái khía cạnh của cái việc là mình sẽ phải buông bỏ một người mà mình rất yêu thương. Nên là Đức Hiếu hiểu được cái cảm giác nó đau khổ như thế nào. Nhưng mà Ngọc Anh nghĩ rằng như vậy cũng là may mắn cho Đức Hiếu mà. Tại vì nhờ có việc đó mà Đức Hiếu mới biết là người bạn của mình cũng dễ dàng có một người khác, đúng không? Và đúng khi rồi. Đấy thì sẽ không phải dằn vặt là có nên quay lại với nhau hay không hay như thế nào. Đúng rồi, và thực sự thì khi mà sau cái lần chia tay đó thì với mối tình hiện tại thì mình lại biết cách yêu một cách đúng đắn hơn. Và mình không để cho những cái cảm nắng hay là những cái tình cảm vu vơ bất chợt ở đâu đó nó làm ảnh hưởng đến cái tình cảm rất là sâu nặng của mình hiện tại bây giờ nữa. Và có thể rằng là cô gái này sau khi chia tay cũng đã
giúp cho chàng trai này có được một cái bài học trong tình yêu. Bởi vì chàng trai này đã quá nhiều lần đùa giỡn với tình cảm của những cô gái khác rồi. Và có thể rằng những cô gái ấy cũng đã rất đau khổ khi mà gặp cái tình cảnh như vậy. Thôi thì một lần chúng ta mạnh dạn dạy cho chàng trai này một bài học, để chàng trai này biết yêu thương người mình yêu hơn. Và nếu như chúng ta chưa có duyên phận đối với chàng trai này thì chúng ta cũng sẽ mỉm cười để chúc cho chàng trai này sẽ yêu được một cô gái thật là tốt, và cũng sẽ biết nâng niu, biết gìn giữ lấy tình cảm của cô gái đó nha. Và có lẽ là sau đây sẽ là thời gian để chúng ta cùng nhau chia sẻ những cái comment của các bạn. Đương nhiên thấy rằng chương trình ngày hôm nay chắc chắn là cũng sẽ nhận được rất là nhiều những chia sẻ của tất cả các bạn, bởi vì chủ đề ngày hôm nay cũng là một trong chủ đề rất là hay về tình yêu. Và Đương nhiên nhận thấy được rất là nhiều những sự đồng cảm của các bạn. Và chia sẻ đầu tiên từ bạn Vân Thái là những ngày cuộc sống chỉ quanh quẩn giữa công việc và nhà, lúc nào cũng bị bao vây bởi bốn bức tường, sợ bóng tối, kiệt sức, là những ngày đắp lên mặt chiếc mặt nạ cuộc sống bình thường, mọi thứ đều ổn, nhưng đằng sau đó đóng chặt cửa lại là mệt mỏi, chán nản. Mọi thứ tự chịu đựng, dùng chính nỗi đau bắt bản thân mình phải buông tay, dùng đôi mắt nhìn họ bên người khác để bản thân từ bỏ. Cuối cùng đi qua chuỗi ngày tháng đó là tự chính bản thân không cần ai nữa. Có nghĩa là cô gái này đã trải qua những ngày tháng rất là đau khổ khi mà chấp nhận buông bỏ một người mình yêu thương. Nhưng mà cái kết thì Đức Hiếu thấy rằng cuối cùng thì cô gái này cũng đã hiểu ra được một điều. Đó chính là khi mà chúng ta muốn được hạnh phúc thì trước hết chúng ta sẽ phải yêu bản thân mình trước cái đã. Đúng không Ngọc Anh? Đúng như vậy ạ. Và thật sự cảm giác nhìn người đã từng thương của mình ở bên cạnh một người khác thì cảm giác đấy thật sự rất nhói. Nhưng mà chúng ta đều phải chấp nhận rằng khi chúng ta không còn đi chung đường thì mỗi người đều phải có những cái hướng đi riêng của mình. Họ đã hạnh phúc rồi thì bạn chắc chắn cũng sẽ có được hạnh phúc. Chính xác. Đi yêu tin là như vậy. Các bạn hãy cứ yên tâm. Ở đâu đó trong cuộc sống này vẫn sẽ có một người rất yêu thương bạn, chỉ là thời gian sớm hay muộn người đã xuất hiện thôi. Nếu như mà chúng ta biết yêu thương bản thân mình, hãy chăm lo cho bản thân mình trước đã, thì đừng vội vàng gì hết. Hãy cứ chờ đợi rồi một ngày tình yêu đích thực với một người thực sự tốt, thực sự yêu bạn cũng sẽ xuất hiện thôi. Nên là khi mà chúng ta nghĩ rằng khi mà chúng ta chấp nhận buông bỏ một người mà mình rất là thương thì chắc chắn rằng sẽ phải có một lý do gì đó rất là sâu nặng, và có một lý do gì đó rất là chính đáng. Cho nên là khi mà chúng ta đã chấp nhận rồi thì các bạn cũng đừng buồn và cũng đừng mãi suy nghĩ về chuyện cũ nữa, mà chúng ta hãy đóng cánh cửa đó lại để tiếp tục mở ra một cái cánh cửa khác, một cái khoảng trời khác dành cho chính bản thân mình, thì lúc đó các bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn rất là nhiều. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với lại một comment cũng như là một chia sẻ của bạn Trương Thị Như Huệ. Ngày buông tay hay hàng nước mắt rơi lã chả, trải qua những ngày tiếp theo nó giống như là cực hình vậy. Trái tim đau nhói như bị ai đâm, ai bóp nghẹt. Không muốn làm gì cả, chỉ muốn nằm ngủ và khóc. Khi đứng trước gia đình vẫn phải nói, vẫn phải cười để cho thấy mình vẫn ổn. Ôi, những tháng ngày đó sẽ nguôi ngoai được phần nào về sau. Nhưng nào ngờ chỉ một dòng tin nhắn cũng làm bản thân sụp sôi, rồi những kỷ niệm ùa về. Ta cứ đắm chìm vào nó như những giấc mộng mị đẹp nhưng đau lắm. Giá như có thể ngủ một giấc ngủ bình yên. Thật sự thì quãng thời gian sau chia tay đối với mỗi cô gái là một quãng thời gian rất khó khăn. Tình yêu đôi khi vừa là tình cảm mà nó vừa là một cái thói quen nữa. Đúng rồi. Thực ra thì không phải đối với những cô gái không thôi, mà đối với những chàng trai mà yêu thật lòng thì cũng sẽ có những cảm xúc như vậy. Bởi vì gắn bó với nhau quá lâu rồi, có những điều mà lặp đi lặp lại hàng ngày như vậy, thì đùng một cái chúng ta sẽ phải làm những điều đó chỉ có một mình. Chúng ta sẽ sống ở trong một cái không gian chỉ có một mình thôi. Chúng ta phải bỏ đi rất nhiều những cái thói quen thì sẽ cảm thấy rất
rất là hụt hẫng, rất là chơi vơi. Nhưng mà Đức Hiếu tin rằng khi mà các bạn chắc chắn là khi mà người cũ á, nhắn tin cho các bạn thì cảm xúc cũng sẽ ùa về. Và các bạn vẫn sẽ có đâu đó một chút hy vọng rằng là thì hai đứa cũng sẽ thay đổi, hai đứa cũng sẽ quay lại với nhau. Nhưng Đức Hiếu tin rằng khi mà các bạn gặp được một người mới với một cái tình yêu thực sự, với một cái niềm hy vọng mới, thì chắc chắn cho dù người cũ có nhắn tin hay là làm phiền bạn đến như thế nào đi chăng nữa, thì tình cảm bây giờ của bạn vẫn sẽ không thể nào thay đổi được. Và bạn chỉ mong muốn rằng sẽ giữ được một cái tình cảm đẹp, những cái kỷ niệm đẹp cùng với người cũ, nhưng nó sẽ không làm ảnh hưởng gì đến với tình cảm hiện tại của các bạn. Và hy vọng là bạn Như Huệ, bạn hãy chia sẻ với gia đình của mình cũng như là những người bạn thân của mình, không phải một mình để chịu đựng những cảm xúc đó thì sẽ rất mệt mỏi. Và quãng thời gian này mình nghĩ rằng rồi cũng sẽ qua thôi. Và hãy cứ vui vẻ yêu đời lên để chúng ta có được những tình cảm mới từ người thân, bạn bè cũng như là một tình yêu mới. Và mình tin rằng nụ cười sẽ trở lại trên môi của bạn. Một chia sẻ từ bạn Hoàng Việt Liên Hương. Phải buông bỏ một người rất thương là hàng ngày đi làm, đi ra ngoài vẫn phải vui vẻ, mỉm cười, nhưng về nhà lại âm thầm khóc và tự lau nước mắt. Là giật mình trong rất rất nhiều giấc mơ về người đó, là cái cảm giác dường như cả thế giới của mình biến mất, mọi thứ vẫn ở đó nhưng người đó lại không còn nữa. Là cố gắng học cách một mình mạnh mẽ sống và chấp nhận sự thật. Lại thêm một cô gái nữa sẽ phải buông bỏ tình cảm cũng như là những điều mà mình đã gắn bó từ rất là lâu rồi. Có lẽ ngày hôm nay chúng ta thấy có rất là nhiều những cô gái có một cái kết thúc buồn ở trong câu chuyện tình cảm của mình. Và Đức Hiếu hy vọng rằng bạn Liên Hương sẽ có thể vượt qua được cái giai đoạn đau khổ khi mà các bạn mới chia tay cái người mà mình yêu thương đó, để mà giống như những gì mà Đức Hiếu chia sẻ từ nãy đến giờ, để có thể mở lòng mình ra và đón nhận một tình yêu mới, thì khi đó bạn sẽ dễ dàng quên đi người cũ, cũng như là khi đó bạn sẽ trở nên tươi tắn hơn, trở nên trạng trở hơn rất là nhiều. Dường như hôm nay có rất nhiều những chia sẻ từ các bạn nữ đúng không? Đúng rồi. Bây giờ là có một cái bạn chia sẻ là của một bạn trai. Bạn có tên là Trần Hưng. Là lúc đầu thì cố chấp lắm, nhưng chợt nhận ra nếu người mình yêu thương được hạnh phúc thì mình cũng nhắm mắt vui vẻ được phần nào. Nhưng thực chất trong lòng lại có những suy nghĩ ích kỷ rằng mong người mình thương không hạnh phúc và quay lại cùng mình. Cảm giác đau đớn đến tan nát cả con tim. Đó là con trai. Đúng là nãy giờ mình thấy cái suy nghĩ của con gái nó khác với suy nghĩ của con trai, đúng không? Cái lại là nãy giờ cái con gái á, thì các con gái thì lúc nào cũng khi mà chia tay á, thì cứ hay ủ rũ hay buồn bã một chút xíu. Nhưng mà cái con trai thì lại có một cái suy nghĩ hơi tiêu cực một chút xíu, là đau buồn ở trong lòng. Đúng rồi, nhưng mà lại mong người mình yêu là không có được hạnh phúc, là giống như là sẽ sớm chia tay với cái thằng kia, cái thằng mới để mà quay lại với mình. Thực ra thì Hiếu cũng như vậy đó mấy bạn. Khi mà Đức Hiếu phát hiện ra là người yêu cũ của mình Hiếu á có người mới á, thì Đức Hiếu cũng cứ suy nghĩ ở trong đầu và không có chấp nhận cái điều đó. Như suy nghĩ trong đầu thì cũng sẽ không hạnh phúc được bao lâu đâu, rồi cái thằng đó cũng không có tốt đâu này kia, cứ mong là như vậy để mà người ta sẽ phải thật là đau khổ, rồi người ta sẽ phải quay trở về với mình, rồi sẽ tỉ tê với mình, rồi lúc đó hàn gắn lại tình cảm ngày xưa. Nhưng mà thật sự Đức Hiếu bây giờ khi mà trải qua rồi thì cảm thấy lúc đó mình hơi trẻ con, hơi con nít một chút xíu. Bởi vì thật sự ra thì nếu như khi mà đã chia tay, nếu như khi mà đã chấp nhận buông bỏ rồi, thì cho dù người ta có không hạnh phúc và quay trở lại với bạn, thì tình cảm nó vẫn sẽ không vẹn nguyên như ngày trước được. Vậy thì tại sao lúc đó chúng ta không dành cái khoảng thời gian ấy để yêu bản thân mình, hay là để tìm cho mình một cơ hội
và chấp nhận một cái tình cảm mới để cho chúng ta vượt qua được cái khoảng thời gian đau khổ đó. Chia sẻ tiếp theo là từ một bạn nữ nữa. Bạn có tên là Bích Thương. Hồi đó em một đứa con gái mới vào năm đầu cao đẳng và tham gia lớp học võ để rồi gặp anh. Lúc đó em chưa biết yêu là gì và thích là như thế nào, để rồi chấp nhận tình cảm của anh mà không biết rõ là yêu hay chỉ thích anh, và rồi làm anh tổn thương. Lời nói xin lỗi vẫn không thể nói được trước mặt anh, và em cũng thấy thật nhẹ nhõm khi biết anh đã có người bên cạnh. Chúc người ấy sẽ yêu thương, chăm sóc anh tốt hơn em. Một tình cảm đúng là một sự cảm nắng cảm tuổi nắng. Mới lớn đúng không? Cảm nắng của tuổi và đôi khi chúng ta cũng nhầm lẫn giữa yêu và thích, đó là một chuyện rất bình thường khi mà lớn. Đúng rồi, nhưng mà bù một cái là chàng trai này lại yêu rất là thật lòng. Cho nên là khi mà chia tay thì chàng trai này cũng hơi đau buồn một chút xíu, nhưng mà cũng may là cô gái này sớm nhận ra được điều đó để mà hai người chưa quá sâu nặng, để mà có thể dễ dàng chia tay nhau và chàng trai này có thể dễ dàng buông bỏ để mà tìm cho mình một cái hạnh phúc mới. Thì thật sự là cũng xin được chúc mừng hai bạn khi mà chúng ta dám buông bỏ cái tình cảm mà chưa quá sâu nặng, chưa quá yêu một cách đậm sâu, để mà mình có thể tìm thấy những hạnh phúc dành cho riêng bản thân mình. Và có thể là đối với bạn đây là một kỷ niệm đẹp nên đúng cho đến bây giờ bạn vẫn nhớ. Bởi vì lúc khi mà chúng ta bắt đầu có cái tình cảm tuổi mới lớn thì thật sự nó rất trong sáng, ngây ngô. Và mình tin chắc rằng ngay bây giờ bạn cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều và chắc chắn sẽ không nhầm lẫn giữa yêu và thích nữa rồi. Và chắc chắn là cái chàng trai mà bạn đề cập đến trong câu chuyện của mình khi mà xem chương trình này, nghe những chia sẻ của các bạn của bạn á, thì cũng sẽ đang mỉm cười trong một cái kỷ niệm đẹp về một cô gái tuổi mới lớn. Một chia sẻ tiếp theo của bạn Trinh Trần. Đắng lòng, đang giận nhau vậy mà bỗng chốc anh im lặng, hỏi ra thì mới biết anh đã yêu người khác khi vài tiếng giận nhau. Wow. Một chia sẻ rất vui ạ, thú vị. Wow, thật ra thì nói anh nghĩ rằng là bạn ơi, bạn đừng vội kết luận điều gì cả đúng không? Đúng bởi rồi. Vì có thể là chàng trai này vì đang quá tức giận nên là có thể lâu nay chàng trai này cũng có nói chuyện với một vài cô gái, nhưng mà vào cái phút tức giận thì nhận lời yêu một cô đúng gái rồi, nào đấy. Và hoặc là cố tình làm như vậy để mà bạn cảm thấy là tức giận và phải níu giữ tình cảm này. Đúng rồi, chính xác. Đôi khi con trai có chút sĩ diện hoặc là lên mặt như vậy đó, có nghĩa là thì nói là đã yêu người khác thế này thế kia trong lúc giận thôi, chứ thực ra ai mà có thể yêu nhau được trong chỉ vài tiếng giận nhau như vậy thôi. Cho nên là bạn cũng đừng vội kết luận chàng trai người yêu của mình tội nghiệp chàng trai ấy. Thôi thì bây giờ hãy cứ bình tĩnh rồi ngồi lại với nhau để có thể chia sẻ một cách rõ ràng hơn. Nếu như mà anh thì chắc là ngoại anh sẽ rất giận đấy. Vì anh nghĩ rằng nếu như giận nhau là người đàn ông của mình phải năn nỉ mình, phải đau buồn, phải khóc lóc, phải nói chung là phải thể hiện được cái tình cảm của mình. Nhưng mà nếu như thích người con gái khác như vậy thì ngoại anh sẽ im lặng mặc kệ. Nếu như anh cảm thấy là tại sao người yêu của mình lại không níu kéo mình, tại sao thấy mình đi với cô gái khác thì lại không khó chịu, thì nếu như còn yêu thì anh chàng đấy sẽ quay lại và xuống nước thôi. Nhưng nếu mà hết yêu thật sự thì nhưng mà nếu như Ngọc Anh có công nhận với Hiếu là nếu như mà khi mà giận nhau đi, con trai và con gái giận nhau mà nếu như con trai cứ lẻo đẻo đi theo năn nỉ thôi kìa, thì cái giận đó nó càng lâu hơn không? Không. Ồ, không Ngọc Anh thì Ngọc Anh thích lắm. Và nếu mà như vậy thì Ngọc Anh mới hết giận được. Còn nếu giận nhau mà Ngọc Anh thấy im thôi im luôn. Trước giờ Hiếu cứ nghĩ là mình cứ lẻo đẻo đi theo rồi mình cứ năn nỉ rồi mình cứ đấy thì lúc đó người ta lại lên mặt rồi bắt đầu người ta sẽ giận nhiều hơn rồi người cái sẽ kéo thôi. Đó thì đó cứ giả bộ làm cho câu chuyện nó còn dài hơn nên là thôi mình cứ thử im lặng coi, rồi lúc đó người ta sẽ cảm thấy nóng ruột lên rồi bắt đầu lúc đó sẽ đánh tiếng trước rồi thì thôi thì bây giờ nhân chương trình Girlie thì mới hiểu được các bạn gái hơn, cũng phức tạp quá đúng không các bạn. Và bây giờ
Quay trở lại với chương trình thì Ngọc Anh sẽ gửi tặng các bạn thêm một ca khúc nữa. Và ca khúc này thì ở đâu đó cũng sẽ có hình bóng của lá thư vừa rồi. Là một sự lừa dối với một người con gái khác. Mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc Đường Một Chiều. Anh ơi, có biết điều gì thật đau trong cuộc sống muôn màu, để em nói cho anh nghe nhé. Rằng nơi em đã từ lâu có cảm xúc lạ, mỗi khi anh kề bên được nghe nói cười. Mình đã biết nhau từ lâu nên em chẳng nói ra hết những lời này, sợ anh đi mất. Lặng im thấy anh cùng ai, dần khoảng cách với em bao ngày,
Girl, you say you know me well, but these days I don't even know myself. No, I always thought I'd be with someone else. I thought I would own the way I felt. Yeah, I call you but you never even answer. I tell myself I'm done with wicked games, but then I get so numb with all the laughter that I forget about the pain. Oh, you stress me out, you kill me. You drag me down, you mess me up. We're on the ground, we're screaming. I don't know how to make it stop. Vừa rồi là thời gian dành cho nhà tài trợ. Ban biên tập chương trình xin gửi lời cảm ơn đến thương hiệu thời trang công sở K&K Fashion đã đồng hành cùng với chương trình. Và xin được cảm ơn Ngọc Anh rất là nhiều cùng với ca khúc vừa rồi. Và chắc chắn ca khúc này cũng sẽ nhận được rất là nhiều sự đồng cảm của các bạn đang xem chương trình. Và sau đây Ngọc Anh sẽ chia sẻ đến các bạn câu chuyện thứ 3 được gửi cho Verly. Câu chuyện được gửi từ một bạn có nickname là Nguyên. Em chưa bao giờ nghĩ đến việc tình yêu của chúng mình đến một ngày phải nói hai từ kết thúc. Buông bỏ một người đã từng yêu thương sâu đậm thật sự là một điều rất khó. Ngày đó em đã cố giữ để cho mình không khóc. Em vẫn luôn muốn đến cuối cùng có thể lưu lại trong anh những hình ảnh đẹp để có thể nói với nhau từ tạm biệt thật nhẹ nhàng. Tất cả những điều em đã từng nói vào phút cuối, tất cả đều là nói dối. Làm sao có thể dễ dàng quên được nhau? Em đã có rất nhiều lần thử nhìn lại để tìm hiểu xem vì cớ gì đã chia cách tình cảm của chúng ta. Chẳng dễ dàng gì khi gặp được một người trong cuộc sống này để trao gửi tin yêu, vậy mà. Nhưng đến cuối cùng em cũng không thể nào tìm ra được lý do. Phải lý do này hay vì lý do khác, hay chỉ đơn giản là con đường phía trước chúng ta không còn có thể đi chung. Vậy thì cố đào sâu để tìm lý do làm gì cho khó lòng buông bỏ. Đã hết duyên thì thôi, cố níu kéo lại làm gì. Em đã tự nhủ với bản thân mình rằng phải quên anh vì bây giờ đã không còn ở bên cạnh anh nữa. Hãy coi như mình vừa trải qua một cơn mơ. Một cơn mơ mà bản thân ta dù muốn có cũng không thể nào chạm vào được nữa. Lý trí mạnh mẽ, còn con tim quá ư là yếu đuối. Làm sao có thể buông cánh tay một người đã từng nắm rất chặt. Bàn tay ấy đã nắm tay em dạo qua phố đông người. Bàn tay ấy đã truyền cho em chút ấm áp qua những ngày đông lạnh. Bàn tay ấy đã từng nắm chặt đôi tay em như một lời hứa để không thể nào lạc mất nhau. Làm sao để em có thể quên đi những phút giây ngọt ngào mà đôi ta đã từng có. Cái giây phút lần đầu tiên gặp gỡ đầy bỡ ngỡ. Cái giây phút bối rối khi ánh mắt anh nhìn thẳng vào mắt em, thủ thỉ những lời yêu thương chân thành từ tận đáy con tim. Giây phút ngượng ngùng khi lần đầu tiên nắm tay nhau. Giây phút bất ngờ khi được anh ôm vào lòng. Và giây phút vỡ òa vì hạnh phúc khi trao nhau nụ hôn đầu tiên. Tất cả những giây phút ấy, khi nghĩ lại em vẫn thấy như vừa mới hôm qua. Làm sao để em có thể quên đi được những năm tháng mà hai ta đã yêu nhau nồng say. Những năm tháng ấy của em vì có anh trở thành những năm tháng đẹp và vô cùng có ý nghĩa. Anh xuất hiện như một tia nắng ấm áp của ngày cuối đông, sưởi ấm con tim em, làm cho em thấy yêu mình và yêu đời hơn. Những năm tháng ấy, dù chúng ta có không ít những lần giận hờn, cãi vã, nhưng sau cùng vẫn tìm về được với nhau. Và những năm tháng ấy, chúng ta đã đi qua bao mùa Valentine hạnh phúc. Chúng ta đã đi qua không biết bao nhiêu con đường. Chúng ta không biết đã ngồi bao nhiêu lần ở góc quán quen. Chúng ta không biết đã vẽ nên bao nhiêu là câu chuyện đẹp. Chúng ta không biết đã chia sẻ với nhau biết bao nhiêu điều. Những năm tháng ấy vẫn thật gần với em. Làm sao để em có thể quên đi được nỗi đau vẫn còn đang hiện hữu? Làm sao để em có thể quên được anh? Làm sao để có thể quên được ánh mắt, nụ cười, bờ môi của anh? Làm sao để cho em thôi nhớ,
Thôi nhớ một người mà em đã từng xem là tất cả. Làm sao để em thôi nhớ về anh? Có phải là em quá ngốc khi không cố gắng níu kéo anh lại vào một phút cuối, thay vào đó lại cố gắng để mỉm cười? Và bây giờ tự hỏi, mình làm thế nào để có thể quên anh? Dù em biết rằng có thể thời gian sẽ rất lâu, nhưng em chắc chắn một điều rằng đó là điều cuối cùng em có thể làm cho anh, cho cuộc tình của chúng ta. Dẫu bây giờ em nhận về những nỗi cô đơn, nhận về một trái tim chỉ còn những mảnh ký ức cũ. Hân một chia sẻ về một câu chuyện rất là buồn. Và cô gái này hầu như là tất cả những kỷ niệm, tất cả những điều mà hai người trải qua thì cô vẫn giữ trong lòng của mình cho đến từng bây giờ. Và cô cũng đành phải buông bỏ một người mà mình đã từng rất là yêu thương. Thực ra thì khi mà chúng ta buông bỏ một người mà mình đã từng rất yêu thương á, thì mình nãy giờ mình cứ nói là sẽ khó mà có thể vượt qua được cái cảm giác đó, khó có thể dễ dàng để mà buông bỏ. Nhưng mà chúng ta quên mất một điều là khó thôi, chứ chúng ta vẫn có thể làm được, đúng không Ngọc Anh? Đúng vậy, cô gái trong lá thư này cũng đã chia sẻ rằng là cô biết chắc rằng thời gian sẽ rất là lâu, nhưng mà cũng có thể quên được. Và chính cái điều đó là điều cuối cùng mà cô có thể làm cho chàng trai của mình. Và trong câu chuyện này thì Ngọc Anh thấy rằng là cô gái không chia sẻ về lý do mà mình chia tay nhau. Có lẽ rằng và cô chia sẻ về cái tình cảm của mình nhiều hơn. Thật sự thì có lẽ câu chuyện của hai bạn đã không thể níu giữ được nữa. Đó là điều mà chúng ta thấy rõ. Và bây giờ chỉ còn lại trong cô gái là những cảm xúc và những cái nỗi đau về một mối tình rất là sâu đậm đã trải qua. Đôi khi cái lý do mà khiến cho người ta chia tay nhau thì khi mà trải qua rồi thì nó cũng không còn phải là điều quan trọng hơn nữa. Và không còn phải phân bua là ai đúng ai sai. Nhưng cái quan trọng là cái tình cảm và cái những cái kỷ niệm ở trong lòng của mỗi người hiện tại lúc đó nó là như thế nào. Thì quả thực đối với cô gái này thì là một người rất là nặng tình cảm, đúng không? Và cũng rất là có một tình yêu rất là lớn dành cho chàng trai. Cho nên là bất cứ những điều gì mà cô đã trải qua cùng với chàng trai trong suốt khoảng thời gian yêu nhau thì đến tận bây giờ nó vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng mà bạn ơi, chúng ta khi mà đã chấp nhận buông bỏ rồi, chúng ta khi mà chấp nhận chia tay thì chúng ta cũng sẽ phải chấp nhận cái khoảng thời gian mà chúng ta đau khổ cùng với những cái kỷ niệm, cùng với những nỗi niềm như thế. Nhưng mà Đức Hiếu tin rằng sau một khoảng thời gian thôi, khi mà bạn đã đủ tỉnh táo và khi mà bạn nhận ra được rằng yêu bản thân mình trước thì lúc đó mình sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn rất là nhiều. Và hy vọng một ngày nào đó bạn sẽ gặp được một chàng trai thực sự tốt đối với bạn và có thể bù đắp lại tất cả những nỗi đau, những cái nỗi niềm của bạn trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Và có lẽ là không để các bạn chờ lâu nữa thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chia sẻ những cái comment mà các bạn gửi tới chương trình. Chia sẻ từ bạn có nickname là Sử Nữ. Ngày ấy yêu anh, gia đình ngăn cấm, chúng ta không thể vượt qua được rào cản đó, rồi chúng ta chia tay. Chia tay khi còn thương, đó là điều vô cùng đau đớn. Thế nhưng chưa đầy một tháng sau, anh có người yêu mới. Lúc ấy em cảm thấy như thế giới sụp đổ dưới chân. Tại sao yêu thương bao năm ấy, anh nhanh chóng quên đi? Em phải học cách thật mạnh mẽ, đối mặt với sự thật. Đối mặt với anh, học cách yêu thương bản thân rồi sẽ nguôi ngoai thôi. Đúng rồi, cô gái này đã có một cái suy nghĩ rất là đúng đắn. Có nghĩa là sau tất cả những nỗi đau mà cô phải trải qua thì cuối cùng cô phải yêu bản thân của mình trước, rồi thì hạnh phúc cũng sẽ tìm đến và cô sẽ nguôi ngoai hết tất cả những cái nỗi đau của mình. Đức Hiếu đã từng đọc ở đâu đó trên một cái tờ báo một cái câu chuyện hai vợ chồng rất yêu thương nhau, gắn bó với nhau suốt 7 năm trời, nhưng chỉ vì một cái lý do, không phải vì người chồng không yêu, không phải vì người vợ hết thương, mà bởi vì họ không thể có con được với nhau. Không thể có con được với nhau cho nên là bắt buộc họ sẽ phải chia tay. Và sức ép của hai phía bên, hai gia đình thì bắt buộc họ phải chia tay. Và trong suốt khoảng thời gian 7 năm đó, những cái sự ân cần, những sự chăm sóc của người chồng vẫn diễn ra hàng ngày.
thì khiến cho người vợ trở thành một cái thói quen. Cho nên là sau 7 năm khi mà đến ngày chia tay rồi, khi mà mỗi ngày đi dạy về thì người vợ vẫn có một cái thói quen, đó là chạy về cái con đường cũ, nhà của hai vợ chồng, mặc dù nó hoàn toàn trái ngược so với lại cái đường về nhà của mình hiện tại. Cứ mỗi lần chạy về như vậy thì lại nước mắt lại trực trào ra, thì chúng ta mới thấy được rằng, nhưng mà cuối cùng thì người vợ vẫn phải đành chấp nhận thôi, bởi vì có những cái lý do mà chúng ta không thể nào cãi lại được. Và ở đây cũng như vậy, không phải là vì chúng ta hết yêu nhau, nhưng mà có những cái lý do phía bên ngoài khiến cho chúng ta bắt buộc phải chia tay nhau, phải nói lời chia tay. Thôi thì chúng ta không thể nào làm khác được nữa, thì chúng ta hãy cứ đối diện với lại sự thật ấy. Và chúng ta phải cố gắng làm sao để có thể vượt qua được cái nỗi đau hiện tại. Và mỗi người trong chúng ta coi đều sẽ tìm thấy được một nửa hạnh phúc của riêng bản thân mình. Và một chia sẻ tiếp theo, một comment tiếp theo của bạn có nickname là Nắng Mai. Em đã chọn cách ra đi khi tình yêu em vẫn luôn tràn đầy. Anh là mối tình đầu 10 năm, là người hàng xóm thân thiết của em. Cách chọn bước đi là một lựa chọn đúng của em, để người con gái ấy còn hỏi lại em rằng: sao chị không níu kéo tình cảm của anh? Em gái à, chị là phụ nữ và em cũng là phụ nữ, nên chị sẽ tôn trọng và hiểu được cảm giác đau khổ, nên chị sẽ không muốn em lại đau khổ như chị. Và rồi 3 năm, anh đã có một gia đình cùng với hai thiên thần nhỏ. Chúc gia đình anh hạnh phúc. Em vẫn nhớ và tình yêu đó đã giữ vào một góc kỷ niệm trong cuộc đời. Good luck. Thật sự thì người con gái trong cái chia sẻ này, bạn là Nắng Mai, thật là đáng ngưỡng mộ đúng không Đức Hiếu? Đúng rồi. Chọn cách ra đi để cho người yêu của mình được hạnh phúc bên một người con gái khác, và thậm chí người con gái đấy còn hỏi mình tại sao không níu kéo. Đúng rồi. Thật sự quá cao thượng các bạn. Và đôi khi mà tình yêu quá lớn á, nó sẽ vượt đến một cái ngưỡng đó là cao thượng, hay là chấp nhận buông bỏ, chấp nhận ra đi bởi vì không muốn, có thể gọi là tình địch đi ha, không muốn tình địch của mình sẽ phải trải qua cái cảm giác đau khổ, đau đớn giống như mình đã từng. Bởi vì chưa chắc rằng bây giờ khi mà mình níu kéo thì chàng trai đó quay lại, và chưa chắc khi mà quay lại thì hai người sẽ hạnh phúc. Thôi thì bây giờ mình thấy người ta hạnh phúc thì mình cũng lấy đó làm cái niềm vui. Và với một người con gái mà tuyệt vời như vậy thì chắc chắn sẽ gặp được một chàng trai cũng sẽ yêu bạn hết mình. Mối tình, một mối tình 10 năm mà không hề oán hận câu nào. Đúng rồi, Hiếu quên mất lại là một mối tình 10 năm cắt vào một góc kỷ niệm trong đời. Một chia sẻ tiếp theo của bạn nhà Nhung Nguyễn đúng không anh Ngọc Anh? Bạn Nhung Nguyễn có gửi comment đến chương trình như sau: buông bỏ rồi mới biết được mình đã mạnh mẽ đến nhường nào trong khoảng thời gian đó. Đã vun đắp đau khổ, tổn thương một mình đến khi không còn đủ sức nữa thì nó cũng đổ xuống như tự nhiên, không một ai níu giữ. Tôi nghĩ là trải qua một cái quãng thời gian dài để mà vượt qua những cái đau khổ thì thật sự ai nhìn lại cũng thấy là mình đã rất mạnh mẽ hơn là mình nghĩ. Và chắc chắn là sau những chuyện như vậy thì mình, các bạn sẽ càng mạnh mẽ hơn, càng cảm thấy rằng là mình không yếu đuối như mình nghĩ, và trong cuộc sống này sẽ sẵn sàng đương đầu với rất nhiều những khó khăn nữa. Và chắc chắn rằng là sẽ không bao giờ để cho bản thân mình rơi vào cái hoàn cảnh giống như vậy nữa. Một chia sẻ của một bạn nữ giấu tên. Thôi thì bạn nữ giấu tên thì chắc có lẽ Hiếu sẽ nhường cho Ngọc Anh. Ngọc Anh sẽ chia sẻ cái comment cũng như là câu chuyện của người bạn này. Vâng, đây là một chia sẻ khá dài. Đó là mối tình đầu tiên và duy nhất của mình tính đến thời điểm hiện tại. Người đó lừa dối, phản bội mình, vừa chia tay vài tháng, lập tức cưới người khác, trong khi mình chẳng kịp hiểu vì lý do gì, còn vì người kia mà nói những điều không đúng về mình. Gắn bó gần 4 năm, hơn ai hết, người đó hiểu rất rõ con người mình. Mình có thể chấp nhận rằng hết yêu mình, chấp nhận rằng yêu người khác
nhưng sao lại nói nhiều điều không đúng về mình. Mình rất muốn người đó sống không hạnh phúc, nhưng được biết người đó có cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, mình lại xót xa rất nhiều. Kỳ thực mình không biết được tình yêu mà mình dành cho người đó nhiều đến mức nào, cho đến khi người đó tổn thương và quay lưng lại với mình. Mình không dám để mọi người biết là mình vẫn còn yêu người đó, cứ để mọi người nghĩ rằng mình hận người đó. Chỉ như vậy mình mới không cảm thấy có lỗi với mình. Dù như thế nào, vẫn mong anh luôn được hạnh phúc với con đường anh đã chọn. Nếu chỉ có một trong hai người được hạnh phúc thì em hy vọng người đó là anh. Một tình yêu cao thượng nữa đúng không Đức Hiếu? Các cô gái của chúng ta ngày nay rất là tuyệt vời đúng không các bạn? Họ yêu và họ chấp nhận buông bỏ hạnh phúc của chính bản thân mình chỉ vì mong người họ yêu được hạnh phúc. Và thực sau chương trình ngày hôm nay thì cảm thấy các cô gái quá tuyệt vời, cảm thấy yêu những người phụ nữ, những người con gái ở xung quanh mình nhiều hơn. Thật sự thì tình yêu nó luôn đi cùng với một chút gì đấy là chiếm hữu, nên ít nhiều trong chúng ta sẽ có sự ích kỷ. Nhưng nếu đã là yêu thương nhau thật lòng, trong sự ích kỷ đấy lại có sự vị tha và cao thượng. Có nghĩa là giống như cô gái này thì mong là anh ấy không hạnh phúc, bởi vì là mình muốn mình là người ở bên cạnh họ và mang lại hạnh phúc cho họ 4 năm qua đúng không, mà bây giờ lại là một người khác. Nhưng mà khi người đó không hạnh phúc, bởi vì mình thương mà, mình yêu mà, nên là lại cảm thấy xót xa. Mình cũng đâu cảm thấy sung sướng gì đâu đúng không? Cho nên là, nhưng mà khi mà chúng ta chấp nhận được cái sự thật và chấp nhận buông bỏ như vậy, khi mà chúng ta nguôi ngoai qua cái nỗi đau rồi, khi mà nhìn thấy họ hạnh phúc thì cũng đó cũng là một trong những cái niềm vui của chính bản thân mình. Các bạn thân mến, buông tay một người đã từng rất thương, dù bạn muốn hay không thì đến cuối cùng người đã không còn là của bạn nữa. Buông tay một người đã từng rất thương đôi khi không phải bạn hèn nhát hay trốn chạy, mà bởi vì điều đó sẽ tốt cho bạn, cho người đó và cho những người khác nữa. Buông tay một người đã từng rất thương đôi khi là để bạn và người đó tìm được một nửa hạnh phúc dành riêng cho đời mình. Buông tay một người đã từng rất thương là rất khó, nhưng là khó chứ không thể không làm được. Thời gian vi diệu lắm, nó có thể xóa lành mọi vết thương trong lòng bạn, rồi sẽ nhớ những gì đáng nhớ và quên những gì nên quên. Buông tay một người đã từng rất thương, rồi bạn sẽ thấy tự tin trở lại và nắm giữ hạnh phúc mới của mình. Bởi vì con người ta sinh ra đâu phải để buồn, ai rồi cũng sẽ có hạnh phúc mới, con đường riêng, chủ yếu là bạn có đủ can đảm để thực hiện điều đó hay không. Buông tay một người đã từng rất thương không phải là kết thúc cho tất cả mọi chuyện, chỉ là kết thúc cho một mối tình mà bạn và đối phương chỉ có thể đi đến đoạn đường đó. Sau đó là cả một quãng thời gian dài, cả những câu chuyện rất khác mà có thể bạn sẽ kể một mình, cũng có thể sẽ kể cùng với một ai đó. Thế nên nếu bạn đang rơi vào trường hợp phải buông bỏ một người rất thương thì hãy buồn hết hôm nay thôi nhé. Ngày mai nắng sẽ vàng, hoa sẽ nở, và rồi bạn sẽ tìm được một tình yêu mới. Hãy tin tôi. Chắc chắn là như vậy. Xin được cảm ơn các bạn rất là nhiều khi mà đã có những chia sẻ cùng với lại chủ đề ngày hôm nay trong chương trình Girlie Radio Livestream. Và hy vọng rằng tất cả những câu chuyện tình buồn của ngày hôm nay rồi sẽ nguôi ngoai qua, rồi sẽ được cất giữ vào một góc nào đó trong ký ức của mỗi bạn, để tất cả các bạn hiện tại bây giờ sẽ tìm thấy được một hạnh phúc của chính bản thân mình. Dạ. Và trước khi mà chúng ta chia tay tạm biệt nhau trong chương trình kỳ này thì Ngọc Anh nghĩ rằng cũng phải có một sự công bằng đúng không Đức Hiếu? Đức Hiếu cũng phải gửi tặng đến cho tất cả các bạn một ca khúc đúng không? Chắc chắn rồi, nãy giờ thì để Ngọc Anh hát hai lần liên tiếp, cho nên là bây giờ sẽ không để các bạn thắc mắc hay là chờ đợi nữa. Đức Hiếu cũng sẽ có một bài hát để gửi tặng cho tất cả các bạn trước khi mà chia tay, chào tạm biệt tất cả các bạn. Gửi đến các bạn ca khúc Một Lần Thôi.
Đêm qua anh mơ thấy em ôm anh thật chặt, người tựa vào vai anh thấy bình yên. Anh mong ta sẽ mãi bên nhau, dù có ra sao ngày sau. Đêm nay xin anh lẻ loi cô đơn một mình, hãy dùng em cứ mãi bên anh lạnh lùng. Và vì chẳng em yêu đã ra đi, còn mỗi xin anh vẫn đợi em. Dù có ra sao ngày sau.